Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái phương pháp đi vốn nuôi tụ, tức là mình bắt hơi một cửa mà cũng có thể là mang về cái số lợi một nhà lớn nhá. Thì thông thường thì em phải được tập tổ chức. Nhưng mà biết thì có thể đi vay thì có rất nhiều người nghĩ còn cách đi tụ thì tôi muốn anh em có là 5 tỷ cũng có thể áp dụng là vài trăm nghìn để được, nhưng mà qua là nếu mà như mà anh em có thể là có một con to thì anh em sẽ kiểu thoải mái về cái mức mình đi hơn, đúng không? Thì đây là thì đầu tiên thì để mà chơi một tưởng quan sát cho mình. Ví dụ anh em muốn chơi 5 tay hay tay không thì anh em sẽ chọn cái bằng cầu 1, 5, 1, 2 thì nó mua được là tầm 5 đến 6 tay vừa đẹp, hoặc là cầu bệt 5 tay cũng có, đúng không? Bệt khoảng 5 tay tài, 5 tay xỉ thì mình cứ đi ra một cầu bệt tài đấy nhé, 11, 12 và 11 và 13 và 14. Đây là những cái con số của mình ví dụ thôi, còn khi anh em gặp phải trong cái loại cầu thì anh em có thể là gặp những cái loại 12, 16 ví dụ như số lệ con số người xác suất thôi, ví dụ nên là vì thế nên tính đầu mười tụ này anh em sẽ đi một mét một tay, đúng không? Đây là mình để cái bước vốn gọi là phổ thông nhất anh em nhé, một mét một tay này. Nói chung là với cái cầu này, đúng không, với cái điểm này thì anh em có thể là tự tin đi bước vốn đều như thế này, được chưa? Gọi là 5 tay, một tay là 1 mét là anh em có kết quả đẹp. Như ở đây thì anh em sẽ có tổng là anh em có 5 củ, đúng không? Đấy, 5 mở hoàn toàn. Bởi vì là khi mình bắt bề thì không bao giờ đúng vẫn điểm cây hàng cả, đúng không? Bắt được thành công thì mình sẽ hút thành công. Còn trong cái trường hợp mà anh em bắt cầu, ví dụ như là cầu 1, 2, 12, đúng không? Cũng là một vật tài 13, chỉ 9 này, chỉ 10 này, 12 này, 7 này, chỉ 8 này. Đấy, cầu 1, 2, 12 đây là 6 tay, ví dụ đúng 6 tay đúng không? Đủ để anh em có thể là mang về cái số lãi việc lớn. 6 tay này thì anh em có thể là đi từ những tay đầu nhỏ cho đến những tay sau là không to. Đầu tiên thì phải đi 1 mét này. Anh em 2 có thể đi 1 mét 1. Cái thứ 3 có thể 1 mét 2. Cái thứ 4 có thể là 1 mét. À, còn cái thứ 4 thì 1 mét 4 này. Cái thứ 5 thì 1 mét 6. Cái thứ 6 này có thể chúng ta lên mét 8 đấy, sau đó là anh em lại phải ngược lại là bắt đầu là 1 mét 1, 1 mét 2, 1 mét 3, 1 mét 4, 1 mét 6, 1 mét 8 đấy, như thế. Thì chỉ cần là đi đúng nha, đừng có đi lệch 1.000 nào cũng được, đúng thế. Thì khi mà ví dụ cho trường hợp ví dụ nó có thể đảm một tiếng mình sẽ đảm gãy ở đây, đúng không, ở bên trên con xỉu ở đây nữa thì trong 3 tiếng này thì em lại gỡ lại thôi. Đây. Nên là vì thế không phải vội vàng gì cả, cứ bình tĩnh và tiếp tục quan sát và lựa chọn. Thì chúng ta phải có tiếp đến đó chính là cũng mặt cầu thì mình đã lựa chọn xong, và tiếp theo đó là mặt gọi là đi vốn, đúng không? Đi vốn này đó, đấy là cái vốn mình vừa chỉ ra cho anh em. Và anh em đi vốn nếu mà có cái mục tiêu ở đây, đúng không? Đi vốn không có mục tiêu gì, mục tiêu chúng ta chơi là chúng ta ăn hết gọi là bằng này tay thì chúng ta cũng sẽ nghỉ luôn, lãi mà cầm mình, hoặc là mình có thể cân đối là tôi lấy mặt đi vốn này để phù hợp với cái đàn gì ta ở mắt hay cái mục tiêu này là được anh em nhé. Và mục tiêu này chúng ta là cuối cùng và có kết quả anh em nhé. Thì thông thường mục tiêu xong rồi thì chúng ta đã đạt được cái mục tiêu rồi thì nó có cái kết quả ở đây thì kết quả là 5M, là mình lại hút 5M rồi. Và anh em có cảm thấy là bản thân mình gọi là vào một củ mà có được 5M là gọi là x 5 lần thì chúng ta sẽ nghỉ, đúng không? Còn trong trường hợp anh em chưa to chẳng hạn thì anh em vào 10 củ kiếm được 50 củ hay là 60 củ thì anh cũng nghỉ, đúng không? Không tha, vì đấy là x gọi là 5x tội gì chơi, đúng không? Ở một phiên anh ấy bỏ ra khoảng tầm 6-7 phút, 6-7 phút thôi, là 6-7 tay thôi.
tái em các kiến thức ở ít năm sáu bốn của mình rồi thì mình sẽ nghỉ wow. Nên là vì thế khi mà tham gia chơi thì anh em chơi không được đặt cái lòng tham của mình quá là lớn em nhé, hoặc là không được là tự tin quá là thái quá được chưa, có tự tin có gọi là chắc chắn là tốt nhưng mà không được là quá, có cái từ quá tự tin ở đây nhé, rồi à tưởng thành ra là vừa lãi được có năm củ này, sau đó là năm củ này anh em phang tay thứ sáu chẳng hạn đó. Anh em chơi kiểu là một là ăn bay cái số lãi, không thì anh em sẽ nghỉ à, sẽ làm lại từ đầu đó. Không có thể có suy nghĩ được nhưng nhá, trường hợp đấy nó chỉ xảy ra khi mà anh em may mắn khoảng tầm một hai tay thôi chứ ai nào mà may mắn mãi được đâu đúng không, nên là vì thế khi mà anh em chơi hay là anh em tham gia cái bộ môn giải trí này anh em hãy nhớ và cũng như là lưu ý cho mình là những cái điểm mình có chỉ ở đây là cái điểm mặt cầu này, đi vốn này và mục tiêu và kết quả thì em bị là một cái điểm quan trọng nhất, và trong hai cái tuyến đầu nó cũng quan trọng không kém, nó là cái bước chỉ dẫn cho mình là mình có thành công được trong phi công hôm nay hay không, một cái mình quan sát được để chọn anh em, nhưng mà vì thế khi mình chơi anh em phải phân tích này để ra được những cái chi tiết của mình này. Đấy. Thì anh em vào áp dụng là kiểu dây đọc hốt nha, và có tiền lên hay không thì vượt thắng này là 95 tới 99% nha, mình áp dụng và thành công rất là nhiều rồi, và vì thế anh em cứ tự tin là khi mà chơi thì anh em ta những cái còn những cái điểm những cái chi tiết mình cũng chỉ ở đây để anh em thì áp dụng vào phía trước anh em. Anh em có thể kinh nghiệm kém nhưng mà công thức hay là cái về ở cái gọi là cái mục tiêu ở đây là không được kém như nhau. Đấy, khi mà anh đi ra rồi thì lúc nào anh cũng chơi là cũng có học rồi thì anh em sẽ hoàn toàn là tỷ lệ thắng cũng là 95-99% luôn, được chưa? Tỷ lệ thắng là 60%, chơi theo sở thích, chơi theo gọi là may mắn thì rất là thấp. Còn khi mà áp dụng những cái mục tiêu đó rồi thì nó sẽ rất là lớn như nhá. Ok thì video này mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Anh em sẽ áp dụng rất nhiều vào chơi và thành quả như nào cũng bình luận phần comment cho mình cũng biết nhá. Ok cảm ơn anh em đã theo dõi. Chào anh em nhé.